さんこんにちは。今から第15課勉強します。では早速始めましょう。Hôm nay mình lại tiếp tục học đến những ngữ pháp liên quan đến thể T nha mọi người. Rồi đầu tiên mình sẽ có ngữ pháp T1 y đề cá, tức là động từ mình sẽ chia sang thể T gắn với chữ mô y đề cá. Y là được, là tốt đúng không mọi người? Và ngữ pháp này ý nghĩa là đã xin phép. Thì mình sẽ dịch là được không, tức là mình làm cái này có được hay không. Khi mà mình xin phép thì mình cũng phải có sự đáp lại ha. Thì người đáp lại họ sẽ nói là gì? Ê, được, chẳng hạn T1 y đề, hoặc là đô dồ. Còn nếu mà không được thì mình sẽ nói là gì? Sumimasen, chotto. Nhưng mà cái từ chối này thì cũng tùy vào trường hợp ha mọi người. Nếu mà ví dụ trong một số trường hợp thì nó sẽ từ chối một cách gay gắt hơn. Còn cái sumimasen chotto này cũng khá là lịch sự ha. Rồi mình vào ví dụ nha mọi người. Ví dụ là cái người này vô bảo tàng đó, thì hỏi là gì? Shashino totte mo ii desu ka? Là tôi chụp hình được không? Rồi ví dụ như được chụp là gì? E totte mo ii desu yo? Là được, chụp được. Hay. Còn nếu mà không được thì nó là sao? Sumimasen chotto. Rồi tiếp theo, ông chồng này ông hỏi là ông sẽ xin phép gì hả mọi người? Koko de tabako sutte mo ii desu ka? Là hút thuốc ở đây có được không? Rồi ví dụ nhìn mặt bà này là không không thích đúng không, thì mình sẽ từ chối là gì? Sumimasen chotto nodo ga itai desu kara? Là xin lỗi không được, tôi đang bị đau họng. Mình đến với ngữ pháp tiếp theo ha. Đó là một ngữ pháp cũng hơi ngược lại với te mo y đề nha mọi người, đó là te wa ikemasen. Thì cái chữ này mình sẽ đọc là wa nha, chứ không có đọc là ha nha mọi người. Thì có nghĩa là biểu thị cho sự cấm đoán hoặc là không được phép làm một gì đó. Cách nói này khá là cứng nha mọi người, nên là không được sử dụng với người trên, thường dùng trong quy tắc nội quy nha mọi người. Koko de tabako sutte wa ikemasen, là chỗ này cấm hút thuốc đúng không? Kinen desu kara, kinen có nghĩa là cái chữ hán tự này nha mọi người, tức là cấm hút thuốc á, no smoking á. Thì ví dụ như một người ta không có hiểu ý nghĩa của chữ kinen này là gì thì mình cũng có thể giải thích ra là gì? Tabako sutte wa ikenai to iu imi desu ka? Rồi tiếp theo đây là mình nhìn vô mình hiểu là gì? Cấm chụp hình đúng không? Thì mình nói sao? Koko de shashin no totte wa ikemasen, tức là ở đây không được chụp hình. Tiếp theo mình sẽ đến với ngữ pháp teimasu mọi người. Thì teimasu này mang nghĩa là gì ha? Ở bài 14 mình đã học teimasu có nghĩa là đang đúng không? Chỉ trạng thái tiếp diễn á. Thì bây giờ cái này ý nghĩa là gì ha? Ở đây mình sẽ có biểu thị trạng thái, tình trạng, nghĩa là sao hả mọi người? Thì nó sẽ nói một cách ngắn gọn, đó là diễn tả một cái hành động mà mình đã xảy ra xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai ha. Thì đối với cái kiểu này á, thì nó chỉ đi với một số động từ nhất định. Bây giờ mình sẽ đến với một số động từ như sau. Ví dụ như động từ sundaemasu, ví dụ như mình sống ở Nhật, thì xuyên suốt từ quá khứ cho đến hiện tại mình vẫn sống và tiếp tục mình vẫn sống, thì mình phải để động từ sang ở dạng sundaemasu. Rồi ví dụ như Wonsang wa doko ni sundaemasu ka? Wonsang đang sống ở đâu? Thì sống ở Ho Chi Minh City sundaemasu. Xong sinh sống ở đâu thì mình phải để ở dạng tiếp diễn nha mọi người. Rồi tiếp theo cái động từ shitemasu, cái là hiểu biết, có kiến thức trong đầu, có nghĩa là cái việc hiểu biết của mình về cái kiến thức đó là nó cũng phải xảy ra xuyên suốt đúng không? Cho nên là mình sẽ để ở dạng teimasu. Ví dụ như Tanaka san wo shitemasu ka? Là bạn có biết Tanaka không? Thì nếu mình biết mình nói hay shitemasu, còn nếu không biết thì mình sẽ trả lời là ie shirimasen. Tuyệt đối mình không sử dụng shitemasen ha, tại vì nó không có đúng nha mọi người. Cái kiến thức của mình về cái người đó, ví dụ mình biết Tanaka san thì nó phải xuyên suốt, cho nên mình phải để ở dạng teimasu. Rồi đây là một cái từ người ta cũng hay sử dụng ở ở dạng là
TMS. Tiếp theo là cái constamos chỉ tình trạng hôn nhân ha. Rồi ví dụ như quan sang qua cái constamos cỡ là quan sang có kết hôn chưa, hay cái constamos tôi đã kết hôn rồi, mà đã cái constamos là tôi chưa kết hôn, độc sinh des. Thì tình trạng kết hôn á, ví dụ như mình cưới cũng là một thời gian lâu dài đúng không mọi người, cho nên là mình phải để ở dạng TMS, không có để ở dạng nguyên mẫu dạng MAS hay là MASTA ha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ có từ MOTIMAS. Cái từ MOTIMAS nó có ý nghĩa là cầm nắm, nhưng mà ý nghĩa một ý nghĩa nữa đó là sở hữu nha mọi người, là có đó. Thì ví dụ mình sẽ có câu là gì, watashi wa kamera o motemasu, tôi có camera, tôi có máy ảnh. Thì cái việc sở hữu cũng phải xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai đúng không, cho nên là mình phải để là TMAS chứ không có để MOTIMAS mọi người. Tiếp theo mình lại đến với nghĩa số 3 của cái ngữ pháp TMAS này, thì đó là gì hả mọi người, đó là biểu hiện thói quen ha mọi người, thói quen có sự lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Hoặc là nói về mình đang làm một cái công việc gì đó. Ví dụ mình có động từ urimas thì mình sẽ chia ở dạng utemas. Nếu mà một nơi nào đó đang buôn bán cái gì đó mọi người, ví dụ sư bà đê nambura utemas, tức là siêu thị có bán nước mắm, thì cái việc này xuyên suốt xảy ra và lặp đi lặp lại, cho nên mình sẽ để ở dạng utemas. Tiếp theo là động từ tsukurimasu, thì đây là động từ làm, sản xuất, chế tạo ha, dùng cho một cái công ty đang có sản xuất một cái gì đó ha mọi người. Thì ví dụ như là AMC wa computer software tsukutemasu, thì câu này nghĩa là AMC đang chế tạo phần mềm về máy tính. Rồi động từ hatarakimasu mọi người, thì mình đang làm việc ở đâu thì mình vẫn đang tiếp diễn, thì mình phải chỉ là hatarakimasu. Ví dụ như mira-san wa AMC de hatarakimasu, mira-san đang làm việc cho công ty AMC. Rồi động từ benkyoshimasu, thì nếu mà mình đang học tập ở đâu đó hoặc là mình đang học cái môn gì đó, ngôn ngữ gì đó, thì mình sẽ cũng sẽ để là teimasu. Ví dụ imoto wa daigaku de benkyou shite imasu, tức là em gái tôi đang học ở đại học. Tương tự cái động từ oshiemasu là dạy đúng không, thì ví dụ mình làm công việc giáo viên thì mình cũng phải nói là oshiete imasu, là đang dạy học ở đâu đó. Rồi tiếp theo mình sẽ lưu ý đến một số động từ đi với trợ từ ní. Thì mình sẽ có một số động từ đi với trợ từ ní, ví dụ như harimas, suwarimas, norimas, noborimas, tsukimas, hoặc là những động từ như là imas nữa là mọi người là gặp. Rồi mình vào ví dụ nha, ví dụ koko ni haitte wa ikemasen, tức là không được vào đây, vào đâu thì ní đó nha mọi người. Rồi ví dụ ngồi ở đâu cũng ní đó ha, ví dụ koko ni suwatte mo ii desu ka, là tôi ngồi ở đây được không. Rồi ngoài ra nó còn biểu thị địa điểm nha mọi người, ni còn biểu thị địa điểm của một sự tồn tại ha, ví dụ tomemasu là dừng xe ha, dừng đâu thì ní đó, ví dụ koko ni kuruma o tomete kudasai, là hãy dừng xe ở đây. Rồi và câu cuối cùng ha, ví dụ như viết vào đây, viết vô đâu thì cũng ní đó mọi người, koko ni jinsho o kaete kudasai, là hãy ghi địa chỉ vào đây. ここまで終わりましょう。さようなら。